Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 7 giờ 38 phút ngày 30 tháng 5 năm 2024. Trân trọng cảm ơn các thượng đế đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, các thượng đế vui lòng liên hệ theo số máy 036 8888 479. Hân hạnh được phục vụ. Trân trọng kính mời các thượng đế ly chè xanh. Trân trọng giới thiệu với mọi người một combo băng cassette. Ở combo này có 6 cuộn. Cuộn băng thứ nhất Sony HF90, nội dung chương trình nhạc trước 1975, thanh thúy 6. Nghe lóc cóc leng keng sướng lắm, sướng độ tải lắm. Cuộn băng thứ hai mà rất nhiều người yêu thích đó là Thanh Tuyền 2, nhạc trước 1975. Cuộn băng thứ ba A Páo. Cái cuộn băng này từ mấy năm rồi, mấy năm mới có một người bảo thâu. Thế nhưng mà đây là cái thằng cu con nó ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai lần trước nó bỏ mình thâu hơn 10 cuốn đấy. Thế xong là cửa hàng gửi đến nhưng nó không nhận. Thế bây giờ bỏ vào đầu thâu lại thì cũng được thôi. Thế nhưng mà đã thâu rồi thì thôi cứ bỏ vào đây để bán. Nhưng mà cuộn này là tặng chứ không bán. Lát nữa bỏ ra đây tặng. Ê, nhớ mãi cái thằng cu con ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nó mua hơn chục cuốn băng. Băng đến băng tới nơi rồi nó không nhận. Bỏ cuộn này ra để cho nó dễ. Đây, cuộn này là cuộn thứ ba. Chế Linh Thanh Tuyển. Cuộn này là cuộn thứ tư. Tứ Quý Tuấn Vũ Thiên Trang với loại mấy ca sĩ nữa. Và cuộn này là cuộn thứ 5, Thanh Tuyền Hương Lan. Đây là những cuộn băng tự mình thâu. Mình kiểm tra âm thanh mặt A và mặt B rồi. Đấy, nghe thử rồi. Thâu đi, thâu xong mà lại phải mở lại để nghe thử xem nó thế nào. Thì đây là những cái cuộn băng mà đủ tiêu chuẩn để bán. Cuộn này cũng đủ tiêu chuẩn để bán. Thế nhưng mà cái chương trình này A Báo hàng fake đấy, chứ không phải A Báo thật đâu. À, báo hàng fake đội mũ nồi lệch. Đấy, đúng là mấy năm mới có một người thâu cái này thì cũng không biết như thế nào cả. Thế nhưng mà cái này âm nhạc nó là khẩu vị nhá. Thế nhưng mà đúng là mấy năm mới có một người thâu, mà lại gặp đúng cái thằng cu con ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nó bỏ thâu hơn 10 cuộn băng. Khi hàng tới phu nhân của nó ra đón này bảo là nó đi xa rồi, đi xa lắm, không biết bao giờ mới về. Thế nên hàng quay lại. Cái cuộn nào băng này bỏ vào tặng. Chứ còn giờ mình bỏ vào đâu, mình thâu bình thường, thâu loại bình thường thôi. Nhưng mà thôi, đã in rồi. Với lại đây nó cũng là một cái kỷ niệm sâu sắc của, đối với cái thằng cu con ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 5 cuộn này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cuộn này, 5 năm 250, 5 năm 25, 250.000 đồng là 5 cuộn băng. 5 cuộn băng này, còn cuộn này tặng. Thế cho nó nhanh. Tổng combo này là 6 cuộn, cuộn này vẫn nghe bình thường nhá. Vẫn nghe bình thường. Thế nhưng mà A Báo này là A Báo hàng fake, A Báo đội mũ nồi lệch hàng fake. Đấy, thôi đã giới thiệu rồi. 5 cuộn này là bán, cuộn này tặng. 6 cuộn 250.000 đồng. Thân ái chào tạm biệt.